sáng dậy nên là mặt mình nó hơi sưng một chút. Giờ mình đang make up, chiều nay thì mình sẽ đi chụp hình mọi người ạ. Mình hôm nay sẽ make kiểu nó hơi tàn nhang chút xíu nè, cho nó kiểu tự nhiên, hơi cute á. Đó, đó thì tôi sẽ cho mọi người xem cái outfit ngày hôm nay tôi mặc sau. Rồi tôi sẽ đi make up nốt đã. Đánh cho cái má hồng nó rõ lên để kiểu lên hình thì mới thấy rõ ấy. Và đây chính là chiếc make up ngày hôm nay của mình. Thì lát nữa mình sẽ đánh son cho nó đậm hơn một chút vì mình nghĩ này nó hơi nhạt ý. Nếu mà kiểu bình thường mình không chụp ảnh thì mình sẽ make kiểu như này thôi, nhưng mà nếu mà chụp ảnh thì sẽ đánh son đậm lên. Bây giờ thì mình sẽ đi làm tóc và mình sẽ quay cho mọi người cái outfit ngày hôm nay của mình nha. Đây là outfit của mình ngày hôm nay, nó kiểu là một cái outfit nó hơi bình biển, nó hơi đi chợ với chút đó mọi người. Nay tôi sẽ quay cho mình kỹ hơn tại mình khá là vội. Mình nhắn một chiếc đơn đằng sau ở đây. Nhưng mà thôi lát nữa tôi sẽ quay cho mọi người sau rồi mình đi. 항상 처음은 설레이지 널 보러 가는 길도 마치 구름 위지 너에게 하고 싶은 말을 생각하다가 난 이렇게 내가 바보라는 것을 알게 되었어 참 바보같이 머리부터 발끝까지 콩깍지 가스연한 커피를 들고 햇볕 아래서 널 기다리다 내 마음이 녹은 것 같아 Let's go out in the sun 느낌이 왔어 Rhythm에 맡겨 발걸음에 맞춰 Fly with the wind 이 분위기를 타고 날아가지 못한 곳을 데려가줘 Time after time 사랑을 몰라 말들이 너무 많아 우리 걱정은 많아 나는 널 보며 지금 말해 이제 조금 느낄 수 있어 yeah Alright This feels good, you and I Think we got something special And I don't need to try it Hello mọi người, hôm nay bọn mình sẽ đi ăn brunch và sẽ làm việc các thứ luôn. Thì mình có mặc một chiếc gilet này với cả một chiếc quần cạp trễ. Lát thì mình sẽ quay cho mọi người full outfit sau và mình sẽ nói qua thôi. Đó, thì hôm nay bọn mình sẽ đi ăn này, xong đi làm việc này, nên là phải mang theo, đây, tôi phải mang theo cái túi này để đựng đồ các thứ của tôi. Đó, hôm nay cũng không có gì nhiều, chỉ có thế thôi. Thì lát nữa tôi sẽ quay cho mọi người hết cái outfit của tôi này. Xong rồi, mấy cái hoạt động ngày hôm nay sau outfit này, cái vlog này thì chắc là tôi sẽ quay kiểu tầm mấy ngày ấy. Đó, thì hôm nay là ngày thứ hai. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi và mình sẽ quay cho mọi người cái chỗ bọn mình đến nha. Mình vừa đi mua, mình vừa được nhận một box gà rất là xinh, rất là to luôn. Tối nay bọn mình sẽ ăn gà rán và ngày mai mình sẽ đại ơn. Một cái bọn mình gọi cho 3 người và mình bảo người ta làm ít đi nhưng mà mình thấy vẫn rất là nhiều cho mọi người. Ui, rất là gà nha, tteokbokki nè, phô mai nè. Hay phết nhỉ? Nên vào sau mấy hôm nay quay video. Tiếp theo
Hello, chào buổi sáng mọi người. Và hôm nay thì mình bắt đầu thực hiện cái chế độ giảm cân. Như là hôm qua mình có nói, thì trong cái chế độ này mình chỉ có ăn trứng này, chuối và sữa hạt thôi. Tuy nhiên thì mình thấy cái chế độ này nó khá là đói ấy. Như kiểu là đây là một cái chế độ siết cân đó mọi người à. Nên kiểu bạn nào mà kiểu cần siết cân gấp thì nên áp dụng thôi. Còn đâu mình nghĩ là mình sẽ quay trở về với cả eat clean. Và sau đó mình sẽ tập tành các thứ, kiểu để cho nó healthy với cả có đủ sức lực để mình làm việc hơn. Hai con ăn gì? Mình đang chuẩn bị đi cà phê mọi người ạ. Mặc dù trời thì đang kiểu rất là bão, kiểu mây đen kìm kìm thế. Đây là office của tôi hôm nay. Good morning mọi người, mình đang xuống nhận hàng. Hôm nay mình sẽ làm một việc rất là hay, là tôi sẽ quay lại cho mọi người. Đây là outfit của ngày hôm nay, chị ở nhà thôi. Cái áo này tôi vừa mua ở trên Lazada của Adidas, nó look sale ấy, khá là xinh, tôi sẽ để link cho mọi người nhá. Hello mọi người, bây giờ mình sẽ unboxing một số cái đồ với cả một số cái việc mà mình sẽ làm ở đây cho mọi người xem nha. Nó liên quan đến unboxing đồ. Đây là em bé rất là bồ láo. Hôm qua đã cắn cái hộp này của tôi mọi người ơi. May là nó không bị kiểu... May là cái hộp này nó rất là chắc chắn ý. Nên là không sao. Nhỏ. Bồ láo lắm. Ngồi đây. Ngồi đây con. Đấy, bây giờ mình sẽ unboxing nó ra nha. Đầu tiên là một cái hộp này. Đây mọi người ơi, để hôm nay tôi sẽ nhuộm tóc. Thì tôi chọn nhuộm màu nâu nâu sữa mọi người. Kiểu tóc của tôi thì nhuộm nâu sữa nó lên được một chút nghĩa là nó sẽ lên được khá là giống hình ý. Thì tôi nhuộm bởi vì kiểu mình cũng hỏi người ta là xem có tẩy được không ý. Thì người ta bảo là tóc yếu quá thôi không nên tẩy. Và còn có thêm cả hai cái Hair Repair Protein, chả biết là gì nữa. Nhưng mà đây là tôi mua của Trend Love Hair nha mọi người. Trend Love Hair thì tôi cũng hay nhuộm rồi. Nhưng chắc là mọi người cũng biết rồi ấy. Tôi cũng hay để link một cái đồ tôi nhuộm đây. Tôi cũng nhuộm màu nâu sữa đây một lần rồi. Đó, thì đấy là cái đồ đầu tiên mà tôi nhuộm. Lát nữa nhuộm thì mình sẽ cho mọi người xem kỹ hơn về cái đồ trong đấy. Cái thứ hai là cái này. Đây là một cái sản phẩm mà bên Lemonade người ta gửi tặng mình. Trời ơi. Ôi, một cái mình cần luôn mọi người ơi. Trong này có 3 cái. Trong này có 3 cái bộ kẻ chân mày á mọi người, của Lemonade. Ôi kiểu đúng kiểu tôi kiểu không thể sống hiểu cái này luôn ý. May quá được tặng. Đây là màu gì đấy nhở? Màu natural brown. Có 3 màu luôn. Màu gray brown với cả màu dark brown. Đó. Thì bình thường mình chỉ dùng cái màu natural brown thôi. Còn đâu hai màu kia thì mình chưa dùng bao giờ. Vì kiểu mình sợ cái màu dark thì nó khá là tối. Nhưng mà chắc là cứ dùng thử xem đi nào. Unboxing cho mọi người ra luôn nha. Cái gì? Đây là một chiếc mũ lưỡi chai. Mình hãy tranh thủ mua nha. Tôi mua cái chiếc mũ này của MLB. Nó được sale, tôi không nhớ bao nhiêu nhưng mà bây giờ giá nó còn hơn 800 á mọi người. Đây, rất hợp với một cái bộ xanh xanh của mình. Mình nghĩ là kiểu mua xong rồi mặc đi kiểu một cái nơi kiểu đi chơi các thứ hay là đi bộ kiểu thì đều khá là hợp này. Đó. Biết đâu chiều nay tôi đi bộ thì tôi sẽ đội cái mũ này đi. Ok là bây giờ tôi sẽ đi ra ăn sáng đây. Lát nữa thì khi nào mà mình nhuộm tóc thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Ok, bye bye.
Hello mọi người, bây giờ thì tôi đang chuẩn bị đến nhuộm tóc. Tôi đang quay dọc tại là mình có phải quay một cái video để up lên reel á, nên là cái này mình sẽ quay dọc luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nhuộm tóc nha. Mọi người có thể xem chi tiết hơn ở trên video reels. Còn lại ở đây thì mình sẽ quay dọc cái thành quả với cả một số cảnh trong quá trình thôi nha. Đây là cái bộ tóc của mình này mọi người ơi. Cái phần dưới thì là tóc mình đã qua tẩy rồi nhá, nên nó kiểu lên một cái màu sáng hơn. Và nó hơi một chút kiểu hơi khói khói mà nó không thể rõ đâu vì nó chưa phải tẩy hẳn ý. Phần ở trên này thì chưa tẩy, nó sẽ được cái màu nâu như này này. Nên là kiểu bạn nào mà kiểu tóc chưa tẩy ý, mà kiểu tóc đen bình thường nhuộm cũng được ý, thì mình nhuộm nó sẽ ra cái màu như này này. Cái màu này sẽ là kiểu tóc kiểu hơi nâu sáng một chút thì nhuộm sẽ ra. Mình khá là thích cái màu nâu sữa ấy, ngày trước mình cũng nhuộm một lần rồi, trông nó khá là xinh. Nên mọi người có thể thử màu đó nha. Kiểu cái tóc mình thì nó bị mọc chân đen khá nhiều ấy, nên là nhuộm lại thì trông nó cũng kiểu trông gọn gàng, sạch sẽ hơn rất là nhiều á. Khá là ưng cái màu này, kiểu dịu dàng. Tóc bạn nào mà kiểu màu hơi nâu nhạt với cả màu kiểu vàng vàng ấy thì nhuộm cái màu này lên nó sẽ đẹp. Hello mọi người, tôi đã về đến nhà và tôi phải mua thêm một cái cốc trà sữa. Thì tôi chỉ uống kiểu một nửa của nó, chắc là tầm khoảng chín mấy calo, tám mấy calo gì đấy. Tại rất là mệt luôn ý, kiểu đi bộ mùa hè nó kiểu nóng hơn. Xong tôi đi mới có hơn 5.000 bước, bình thường tôi đi tầm 7.000 nhá. Mà tôi đi nó hơn 5.000 bước mà đã kiểu nóng xong kiểu ướt hết cả người rồi ạ. Đó, và đây chính cái là và đây thì chính là ngày cuối của chiếc video này. Mong mọi người sẽ thích cái vlog chill chill đơn giản này của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người những vlog lần sau. Bye bye. Đừng quên là cho mình một like và một subscribe nha. Happy tree, 비추는 날 우리 만나.